đi. Hai anh em gặp nhau. Và em anh em đang ngồi gần cái không gì em. Ngồi gần sông Hương. Thì hy vọng tối nay và ngày mai chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm rất tuyệt vời ở Huế. Bây giờ là hai anh em sẽ đi dạo một vòng. Khi mình ăn sáng xong thì mình sẽ bắt đầu đi vào kinh thành Huế các chị nhé. Trên đường đi thì Vũ gặp một người em. Người này cũng đang đi từ Bắc vào Nam luôn. Chào mọi người. Anh này thì đến từ Hà Nam, đi vào trong Sài Gòn, đi vòng tới Buôn Ma Thuột thôi, đúng không ạ? Vâng, em tới Buôn Ma Thuột. Xong rồi bạn lại quay về Bắc ăn Tết. Còn mình thì từ ngoài Hà Nội về trong Buôn Ma Thuột là mình nghỉ ăn Tết. Thì hai anh em gặp nhau ở Huế đây, cũng tình cờ thôi, và chúng ta sẽ đi tham quan cái kinh thành Huế. Xem hôm nay chúng ta có những khung hình như thế nào đẹp. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đứng trước cái bộ phận mà thu tiền. Thì bình quân một người lớn là cứ vào cổng là 150.000, trẻ em là 30.000. Còn nếu chúng ta đi tour thì sẽ khoảng 280 rồi đến 530 rồi 580.000. Các tuyến khác nhau. Đó. Đây, xin chào mọi người, mình xin giới thiệu đây là vé. Sau khi chúng ta bơm mana thì chúng ta có một cái thẻ quyền lực kim bài miễn vào cổng. Chúng ta sẽ nhét thẻ vào cái lỗ đó. Mà nhét vào nó mất cái thẻ luôn rồi đó. Tụi em cho anh hỏi là cái điện cung tần mi nữ nằm chỗ nào ấy nhỉ? Dạ, đó. Cái điện cung tần mi nữ không? Không có à? À, đi. Cái nơi ở ngày sợ. Sự giới các chị nó quá rộng đi. Mình đi nó quá rộng đi. Không biết là về cái khu mà... Tôi không biết là Tử Cấm Thành của Trung Quốc thế nào chứ. Ở Huế nó đã đi như vậy rồi, nó mệt rồi.
khu này cho anh chị có thể xem được 3D.